không phải người học luật thì không nắm luật. Đấy, cứ không phải các bạn có những rất nhiều người học luật nhưng không hiểu luật. Thì mình cũng biết là những người mà người ta chưa bao giờ học luật nhưng họ hoàn toàn có thể leader cả một loạt rất nhiều luật sư, và kiến thức về luật họ cực kỳ tốt bởi vì họ hành nghề thường xuyên. Có rất nhiều bạn học luật rất nhiều năm, hành nghề rất nhiều năm nhưng trình độ không tốt. Đấy, mình phân biệt những đó. Mình không sẽ có rất nhiều người mà người ta không hề học luật, chưa từng được đào tạo nhưng khả năng học tập họ cực kỳ đáng nể. Đấy, thì họ hoàn toàn có trình độ thậm chí tương đương và thậm chí có hơn là luật sư. Mình phải công nhận chuyện đó. Đấy, thế thì tránh không nói là người ta không học luật, người ta không hiểu luật ở cái đấy thì mình sẽ không nói đấy. Thế thì còn thứ hai là khi mà tuyển dụng đấy, thì nếu như lúc nãy mình có nói, nếu như người nào mà đã từng có quá trình học tập, người ta đã có kiến thức, tiếp thu kiến thức liên quan đến lĩnh vực luật mà họ chưa được hồi ghế ra trường là cái thứ nhất. Họ lại đã cố gắng đi làm ở các công ty luật để thu lượng kinh nghiệm. Cái thứ ba là cố gắng rèn luyện kỹ năng. Thì thật ra nếu mà có một ai mà có đủ, tức là chỉ bắt đầu chấp chới vào được cái việc đó thôi, vào được cái việc là đã đi bắt đầu đi thu thập kiến thức ở những mảng khác để tăng cái kiến thức nền của một pháp chế của một luật sư. Cái thứ hai là đã chịu khó đi thu lượng kiến thức, dù là đi nghe hóng hớt, đi nghe các cái hội thảo để thu lượng kinh nghiệm. Và ba là quan tâm đến xem là các kỹ năng nào cần làm việc, thì những người đấy mình cực kỳ quan tâm. Đấy là những người mà người ta chủ động, và mình cảm giác là những người đấy người ta có một lộ trình một cách rõ ràng về nghề nghiệp, thì đấy là những người mà mình quan tâm hơn, chứ không có nghĩa là mình cần những người năng lực tốt. Mình không cần những người năng lực tốt nhưng không có một lộ trình rõ ràng, một cái định hướng rõ ràng về nghề nghiệp thì nhiều khi nó cũng không hiệu quả.